Ơi, cây tử đằng nhá, cây hàng trong chậu rồi em ạ. Cái mùa này, thời điểm này thì cái lá của nó không được kiểu sum xuê nhiều như hàng mùa hè đâu. Cái này phải ra xuân thì bắt đầu bọn này nó bật lên mạnh lắm. Còn đâu cây thì trong chậu ổn định đảm bảo rồi. Chiều cao thì như cái cây này nó lồng khòng, cái cây này kéo lên phải tầm hơn 1,5 mét thoải mái. Nhưng mà được cái là cây khỏe em ạ. Hàng này là trồng sống đảm bảo rồi, bây giờ trong chậu hết rồi. Em nhìn đây là sống hết rồi. Đấy, em lấy thì chị chọn cho em 4 cái chậu cây dây to đẹp này này. Hoặc không thích nhiều lá thì cây ngắn đấy. Còn chỗ này còn 8-9 chậu nữa cơ, cho nên chọn cho em 4 chậu thì không có cái gì là khó cả. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây tử đằng ạ, hàng cây đã trong chậu rồi nha bạn nhé, thì vui lòng alo ạ. Số điện thoại là 097 797 3535 ạ. Cảm ơn bạn.